Sự tàn phá khủng khiếp của pháo kích tại kho xe điện ở Kharkiv. Theo Reuters, thông qua camera máy bay không người lái, Reuters ghi nhận được hình ảnh của một kho xe điện sầm uất ở phía bắc Kharkiv, nay trở thành một nghĩa địa xe điện, sau khi Nga tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Cụ thể, hàng loạt những chiếc xe điện với một số vết rỗ bởi mảnh đạn và những chiếc khác bị mắc kẹt dưới những đống đổ nát được đóng bên trong kho chứa và các tuyến bên ngoài. Trong số 147 xe điện, chỉ có khoảng 20 chiếc không bị ảnh hưởng bởi các cuộc pháo kích liên tục, giám đốc kho xe điện Lazilama nói với Reuters. Ông cho biết, kho bãi bị pháo kích vào ngày 24 tháng 2, nhưng vẫn hoạt động trong vài ngày sau đó.